Trong trận mưa lớn chiều nay, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ đè lên chiếc xe ô tô đang đổ trên vỉa hè. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 3 tại tòa CT16 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chiếc xe 4 chỗ hiệu Vios bị cây cổ thụ đè bẹp rúm. Thời điểm trên ở thủ đô xảy ra mưa kèm gió lớn, khiến một gốc cây xà cừ cổ thụ bị ngã đổ. Cây đổ đè trúng một chiếc ô tô 4 chỗ đang đổ trên vỉa hè. Hậu quả chiếc xe bị đè nát, hư hỏng hoàn toàn. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc tài xế không có trong xe. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường xử lý vụ việc. Ghi nhận của phóng viên, đến 16 giờ 10 phút lực lượng chức năng vẫn đang cưa cây đưa chiếc xe ra ngoài. Khá đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Chiếc ô tô gần như hư hỏng hoàn toàn. Video liên quan lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Theo Ngọc Thắng trên trí thức trẻ Let's J Blog X, Y.